Em làm gì để có được 100 triệu một tháng ở tuổi 20? Mình đã kiếm 100 triệu như thế nào ở tuổi 16? Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng. Bước qua tuổi 20 đã lâu, nhưng bạn mãi chưa có được thành tựu gì trong công việc. Bạn cảm thấy chênh vênh, vô định với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, còn có một kiểu người thành công khác, tuy muộn nhưng cũng đáng được ngợi ca. Họ được gọi là các late bloomer. Giá trị của thành công hiện nay đang được quy đổi bằng thu nhập. Kiếm càng nhiều tiền ở độ tuổi càng sớm sẽ càng được tung hô. Vậy có một công thức thành công nào khác dành cho các late bloomer, những bông hoa nở muộn? Đại tá Harlan Sanders, người đã tạo ra món gà rán KFC nổi tiếng trên toàn thế giới, là một người chỉ khởi nghiệp thành công khi đã đến tuổi gần đất xa trời. Câu chuyện thành công điên rồ của ông là một trong những ví dụ về nghị lực tinh thần đáng để học hỏi cho biết bao người. Cuộc đời của ông có thể nói là một chuỗi ngày tràn ngập nỗi đau và sự thất bại. Vừa lên 10 tuổi, ông đã đi làm ở một nông trại nhưng sau đó bị đuổi và cảm thấy vô cùng tủi nhục. Cậu bé Sanders từng lập thời thề, nhất định rằng mình sẽ phải thành công trong cuộc đời. Tuy nhiên, chắc chắn rằng sau vụ đó thì cuộc đời của Sanders còn tệ hơn rất nhiều. Sau hàng loạt thất bại, ông vẫn tiếp tục khởi nghiệp ở tuổi 65 và thất bại để cuối cùng trở thành triệu phú ở tuổi 74. Câu nói nổi tiếng nhất của ông đó là, người ta phải nhớ rằng mọi thất bại có thể là một bước đệm cho một cái gì đó tốt hơn. Dù bạn đang phải đối mặt với nhiều sự từ chối và những điều không như ý trong cuộc sống, hãy nhớ rằng Harlan Sanders đã từng bị từ chối đến 1009 lần và gặp không biết bao nhiêu thất bại trong suốt cả đời ông. Nếu bạn tò mò về câu chuyện về cuộc đời của cha đẻ đế chế gà rán KFC, hãy click vào đường link bên dưới để xem bài viết chi tiết. Cùng theo dõi và đăng ký kênh Khởi nghiệp để không bỏ lỡ những nội dung truyền cảm hứng và khởi nghiệp thú vị. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.